Thưa quý vị, thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết là Việt Nam tiếp tục đứng trong top 5 các nước đầu tư lớn vào Campuchia trong năm 2016 với tổng cộng hơn 180 dự án được đầu tư. Thời gian qua, Việt Nam liên tục nằm trong top 5 nước có giá trị đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Tính đến hết năm 2016 thì Việt Nam đã có 183 dự án với 2,85 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký đầu tư tại Campuchia. Năm 2016 thì kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la Mỹ. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã khẳng định được chỗ đứng về vị thế tại thị trường này. Việt Nam cũng đứng đầu các nước về số lượng khách du lịch đến Campuchia. Đến nay, một số doanh nghiệp của Việt Nam đã có mặt ở Campuchia có thể kể đến như là tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, công ty viễn thông Medphone, công ty thành viên của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel v.v.